Dạ rồi, anh Tú Aro xin kính chào anh em. Thì chúc anh em là bốn chiếc bao phổ thông dòng gia đình tiếng rất là hay. Đây là một chiếc đầu tiên là của Acophay Pro 2, rất là keng. Thì nó thiết kế ở mặt khoang nhâm xước ha. Và đối với chiếc Acophay Pro 2 đây là một dòng bao gia đình tiếng cực kỳ hay. Và anh em có thể kết hợp vừa gây nhạc vừa hát karaoke gia đình rất là hay. Đây là phần nắp phía trên chứa nghĩa Shima đầy đủ ha. Thì nó thiết kế một cái tăng phô nguồn xiến và hai tụ lọc và đánh 12 sò than Toshiba xanh đen lớn. Thì một quế này là ba con xanh và ba con đen ha, hai quế là 12 con. Thì đối với chiếc Acophay thì có thể dời điện được từ 100, 120 và 220 và 240 ha. Và nó có công suất tiêu thụ điện từ 300 đến 1000W. Và công suất thực tế nè ha, công suất thực tế ra lo, cái đó là cần công suất tiêu thụ điện thôi. Và công suất thực tế ra lo ở thì nó đánh kháng trở từ 2 đến 16 ohm, kháng trở rất là lỏng của chiếc Acophay Pro 2. Thì đối với 2 ohm thì nó cho ra 200W trên mỗi một kênh. À, thí dụ như anh em mà có hai cặp 4 ohm thì anh em đấu song song vào thì nó kháng trở nó sẽ xuống thành 2 ohm. Và đối với 4 ohm nó là 170W và đối với 8 ohm là 100W. Và 50W cho 16 ohm, 56W cho 16 ohm đánh tới kháng trở tới 16 ohm ha. Và nó có một sử dụng một cái quạt rất là nhỏ. Thì đối với chiếc bao này anh em sử dụng để nghe nhạc ở trong phòng rất là im ha, không nghe tiếng quạt. Đấy. Về thức mặt mũi rất là keng. Này. Buộc ra ngoài móc cũng vậy. Đây là phần phía sau. Và số seri ha. 130. Đây, 130. Thì đường vào bao gồm ngõ 6 ly và ngõ 3 lăng. Rồi thì chiếc bao Acophay Pro 2 có giá là 14 triệu bao ship toàn quốc ha. Đấy, đây là phần của Pro 2. Đối với Pro 2 thì anh em ghép những cái dòng loa nghe nhạc 25 30 thì anh em đánh Bluetooth, và anh em mà chơi karaoke thì ghép hai cặp bô thì thoải mái rồi. Rồi kế bên là một chiếc bô 1400 series 6. Đây phần mặt mũi nè. Cực kỳ. Và nó cũng là điện 100V luôn anh em ha. Thì đối với chiếc bô 1600 series 6 này đánh 16 sò than. Đấy, món vế này là 8 con. Và nó cũng sử dụng một tăng phô nguồn xiến. Đấy cái phần bo mạch này. Rất đẹp. Thì đối với những đời này nó sử dụng dây nguồn rời rồi. Đấy. Và nó công suất tiêu thụ điện nè là 390W ha. Và số seri nè 0044. Và đánh hai cầu lo anh em ha, phần cầu trên và cầu dưới nè. Đấy, đường vào bao gồm ngõ 6 ly và ngõ 3 lăng. Về phần công suất tiêu thụ điện của nó là 390W và công suất thực tế ra lo cho 8 ohm, ở 8 ohm là 200W ở mỗi một kênh. Mỗi một kênh anh em ha. Thì đối chiếc bao này nó đánh tới 4 cầu lo thì mỗi một cầu lo nó sẽ cho ra là 200W trên mỗi kênh 8 ohm. Thì đủ sức anh em ghép hai cặp bô hoặc là một cặp Salomon 1 Series 3 hoặc là một cặp Full 30 thoải mái rồi. Và 4 ohm thì nó cho ra là 300W. Đấy. Hình thức rất là đẹp. Đây là phần nắp. Phần nắp phía bên này. Thì tất cả các bao này đều xe ngang 48 hết ha. Đấy, thiết kế rất là đẹp. Rồi đối với chiếc bô này giá là 10 triệu anh em ha. 10 triệu. Đây là những cái dòng trong cái tầm tiền cho tiếng rất là hay nè. Rồi kế bên là hai chiếc cover. Đây là một chiếc cover BM900. Rất đẹp. Đây là phần nắp ta. Phần nắp vẫn có trầy nhẹ nhẹ lông mèo lông chuột ha, nhưng mà không đáng kể, toàn là nước sơn green hết. Những cái nắp này là sơn green hết em ha. Và nó còn cả cái tấm mút bên đây chuẩn chưa mục nè. Khi ta đẩy vào nó có cái gờ bên đây, nó sẽ che cái phần này vào. Những cái đời này quạt là cực kỳ im, anh em để trong phòng cũng không nghe tiếng quạt luôn. Những đời này quạt rất là im. Đây cover BM900. Đây. Bo mạch nè. Rất đẹp. À, series ha, series trong và ngoài nữa đều giống nhau hết. Series nè, 0037 nè. BM900 thì con này từ Nhật về chính anh em sử dụng điện 100, 120 đều được ha. Đấy. Rất là keng.
Thì đối với cover BM BM 900 thì có giá là 9 triệu anh em ạ, 9 triệu bao ship toàn quốc luôn. Những đời này anh em đánh lô full 25 30 là vô tư và hai cặp bô thì thoải mái rồi, một cặp 601 C3 cũng vô tư luôn. Thì về công cương sức tiêu thụ điện thì nó sử dụng điện từ 100 đến 120 và công suất thực tế ra lo đối với 8 ohm là 350W trên mỗi một kênh 8 ohm và 450W cho 4 ohm anh em ha, và công suất tiêu thụ điện là 1200W. Đấy. Nó đánh nè, sào than là 2 4 6 8 10 20 con sào than xanh đen ha, thì mỗi vế như này là 10 con nè. Dạ rồi, nãy em có điện thoại nha. Thì mỗi một vế như này nó sử dụng là 10 sò than xanh đen. Thì tổng cộng 2 vế đó là 20 con. Đây phía này cũng vậy nè, 20 con sò than xanh đen Toshiba lớn. Thì nó giống sò như của Aquafay như thế này nè. Đấy. Đây, tấm mút, này rất là lát xíu em sẽ gắn vào và lại cho anh em ha. Đấy. Bo mạch đồ rất là keng, tụ sáng keng. Này thằng phô này nó kiểu vàng, anh em nhìn nó rất là mới, nó dạng như nó nhúng keo để cách điện đó. Hay cả cái con 1.5A cũng vậy nè. Rồi thì với M900 thì có giá là 9 triệu bao ship toàn quốc ha. Rồi thì kế bên đây là cái con cover BM1.5A. Thì con này nó có công suất lớn hơn một chút xíu so với con 900. Thì nó thiết kế với cái mặt phay nhôm xước màu xám lông chuột. Đây, nó là BM1.5A. Thì con này nó cũng từ Nhật về nên điện nó là từ 100 đến 120 ha. Phía sau thì em có ghi cho anh em dao động từ 100 đến 120 đối với tất cả các vòng cover như vậy. Và về phần công suất thì nó công suất tiêu thụ điện nó là 1200W và công suất thực tế ra lo cho ở 8 ohm là 450W cho 8 ohm, thì nó lớn hơn con BM900 một xíu. Và đối với 4 ohm thì nó cho ra là 600W anh em ha, 600W. Và nó đánh là 20 sò nhôm Motola. Thì phần phía trên nè là 4 con nè. Phần mặt dưới này là 20 con nữa ha. 20 con nữa là tổng cộng là 24 con. 24 con cho 20 con anh em ha. Em đếm nè. 2 4 6 8 10. Và với cái này cũng vậy. Sò nhôm Motola. Đấy. Cắt chân nè, để bật cái đèn lại cho anh em. Đây. Cắt chân này là còn trắng phao hết. Có mặt linh kiện rồi sáng keng à. Thì đây nó sử dụng hai cây quạt và có chế độ chuyển quạt nhanh quạt chậm, ta nhấn vào nhả ra ha, quạt rất là im. Đây, phần tụ lục nguồn nè, hai cái phần tụ cho cái phần sức âm. Đấy. Thì đối với BM1.5A thì giá là 10.500.000 anh em ha, 10.500.000. Và phần phía sau nè, đây rất là kèn ha, và số seri nè 20464 465. Đấy. Cầu lo là bắp chuối hết. Này, rất là sạch sẽ và rất là đẹp. Dạ rồi, thì em cũng xin kết thúc clip ha, và em cũng xin nhắc lại giá ha. Và đối với rồ 2 nè, ao khoai rồ 2. Rồ 2 là 14 triệu nè em ha, 14 triệu. Và chiếc bô 1400 series 6, 1400 series 6 là 10 triệu. Cover BM900 9 triệu. Cover BM1.5A 1.5A là 10.500.000 ha. Thì tất cả đã bao ship toàn quốc. Rồi, em xin kính chào anh em.